Phụ kiện điện thoại ngon và rẻ. Chào các bạn, hôm nay thì mình ngồi sẽ đọc báo cho các bạn là ở trang là vtv.vn là VFF khẳng định là vé bán online đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines vẫn còn. Và VFF thông tin rằng theo thông báo mới nhất của VFF phải mới chỉ gần 5.000 vé được đặt mua thành công. Ban tổ chức cũng khẳng định vé bán online vẫn còn, phải bán cho đến khi hết vé. Và từ sáng đến giờ không đánh ngoang, từ sáng giờ mình vào tầm 100 lần rồi, 100 lần rồi. Và lần này sẽ là lần thứ 101 mình sẽ vào thử xem là cái trang này nó có bán được hay không. Và thời báo đưa tin là bộ phận kỹ thuật hệ thống đã rất nỗ lực để đảm bảo rằng trang web có thể vận hành tốt nhất. Trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ một số lượng nhất định có thể tiến hành các bước thanh toán. Những người khách hàng vượt qua ngưỡng của cổng tiếp nhận thanh toán sẽ tiếp tục chờ để cập nhật vào có thể giao dịch. Theo thông báo VFF cho biết, trận bán kết lượt về đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Philippines có 4 mệnh giá 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000. Khán giả có nhu cầu có thể vào các trang web bán chính thức là vebongdaonline.vn, vebongdaonline.com.vn, ticketonlinevffff.org.vn, vebongdaonline.vffff.org.vn. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn là mình sẽ vào trang vebongda.vn. Ok chưa? Chọn mệnh giá này. Tôi sẽ chọn cái nhỏ. Thôi cứ chọn làm cái 5 cái vé này đi. À, vé là số lượng 4 cái đi. Thông tin vé. Ok, tiếp tục này. 17:30 ngày 6 tháng 12 năm 2018 các bạn nhé. Vé theo mệnh giá bán đã được chọn ở trong trạng thái chờ. Cứ khách hàng vui lòng thanh vui khác chờ của khách hàng khác thanh toán. Xin khách vui lòng quay lại sau. Bây giờ là mình sẽ thử trở lại là cái vé là 200.000 xem các bạn nhé. Và hôm nay là lần thứ 101 là mình đặt mua vé rồi các bạn nhé. Vẫn là vé theo mệnh giá đang, vé theo mệnh giá được chọn đang trong trạng thái chờ khách hàng thanh toán. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Như vậy là tất cả các trang vé bóng đá online thì mình đã vào đặt mua rồi. Nhưng mà vẫn chưa trang nào mình đặt mua thành công luôn. Mình không hiểu là lý do tại sao. Người ta bảo là mua muộn hay mua sớm thì mình không biết nó như nào. Như hiện giờ hôm nay lần thứ 100 vào đăng nhập rồi. Thì có khi là mình nghĩ là chắc vừa mở ra được 1 phút cái là đến phút thứ 5 là hết vé luôn. Điều đó nó rất là vô lý luôn. Và báo chí thì cũng đã đưa tin là vé thì vẫn còn. Nhưng cớ tại sao khi chúng ta hỏi mua thì lại không có. Nó một điều rất là bực mình. Ví dụ như các bạn hỏi đến cửa hàng mình, các bạn hỏi là anh ơi, cái tai nghe i7 mini, tai bluetooth cho các dòng điện thoại còn không? Mình bảo còn, mà các bạn đến không có, các bạn rất là bực đúng không? Cũng như cái tai AirPods Hồng Kông 1.8 triệu, nếu mà các bạn đến hỏi mình bảo còn, đến không là báo là hết, hoặc là khách vừa mua xong, rất là bực mình. Để làm chứng cho việc đó là khi bán vé online thì mình nghĩ rằng VFF hãy làm việc như mình, là công khai cái số lượng vé ở trên trang chủ còn bao nhiêu để mọi người biết. Hiện giờ ví dụ như trong vé nó còn khoảng tầm 5.000 vé nữa, công khai cho mọi người biết theo số giảm dần để mọi người dễ hiểu. Ví dụ như là tai AirPods 1.8 triệu mình còn 3 cái đây, ở 36 Minh Khai. Và các ở đây còn 10 tai i7 mini này là 191 cái này, tai AirPods Hồng Kông này còn 3 cái 1.8 triệu này. Làm việc chúng ta phải công khai rõ ràng, dân biết, dân bàn, dân làm, kiểm tra cái gì nó phải chính xác và khách quan nhất. Cảm ơn tất cả các bạn.